Xin chào anh em, giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic hàng Nhật chất lượng tốt. Cây này âm rất là hay nha anh em nha. Giá thì tương đối rẻ nè, cây này là cây Morales. Anh em chơi hàng Nhật là rành cái thương hiệu Morales lắm nha anh em. Cây này là MW200 của Zenon nha anh em. Series này mình thấy ở trên các trang quốc tế họ bán đâu cả chục triệu anh em. 10 triệu, mười mấy triệu. Giá khá là rác nha. Ở đây thì giá rẻ thôi nè. Cây này mình đang bán 2.500.000 nha. Nó hơi lướt xước, nó hơi cũ. Nhìn ngoại hình nó vẫn đẹp anh em thấy không? Ngoại hình nó vẫn đẹp, nhiều năm rồi nha anh em nha. Đàn đã qua sử dụng của Nhật nhiều năm rồi. Một hai vết xước nhỏ nhỏ rồi nè. Một hai vết xước nhỏ nhỏ thôi, còn chất âm thì tuyệt vời nha nè. Hoàn toàn không lỗi lầm gì hết, chất lượng tốt, âm cực kỳ hay, giá thì rất là rẻ nè. Rất là rẻ luôn. Eo nè. Lưng đàn nè. Đẹp nha. Ở đây nó có một vết xước nhỏ như đầu cây kim á, cây kim kiểu quẹt cây kim á thôi. Nói chung là đàn qua sử dụng mà thì nó sẽ có dấu vết của đàn cũ nha anh em nha. Còn lại là nó không hư hỏng, không lỗi lầm gì luôn anh em, ngon lành hết nha. Eo nè. Cần phím thì mình đã canh chỉnh lên cái mức rất là êm tay cho anh em mình tập luyện và chơi lâu dài rồi nha. Ngon lành hết. Morales đây. Cây này giá bán tương đối tốt anh em, so với giá trên thị trường bán thì tương đối tốt, chỉ có 2.500.000 thôi. Anh em có một cây đàn Nhật chất lượng tốt, âm hay, cây âm cực kỳ hay luôn anh em. Chất lượng tốt, âm hay, giá quá trời rẻ luôn. Phải chấp nhận một hai vết nước xước nhỏ nhỏ nha anh em nha. Anh em nhìn tổng quan nó vẫn là đẹp đúng không anh em? Đàn cũ thì nó phải xước, nó xước ít chứ không xước nhiều. Quan trọng là nó không hề lỗi lầm gì hết. Anh em mình chơi nó thoải mái nha, chơi ngon lành hết, âm nó vang nha. Cái này thùng to nè anh em. Thùng to thì âm nó sẽ vang lớn hơn cho anh em mình nha. Mình sẽ quay gần, mình test gần phím, test âm thanh cho anh em coi tổng quan cái đàn đây. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi đây là tem của đàn nha anh em, Morales nè. MW200 của Zenon Music cho anh em. Đàn chất lượng tốt, nguyên zin và âm cực kỳ hay luôn anh em, giá rất là rẻ luôn. Anh em coi gần mặt tớp của đàn nè, tương đối đẹp nha anh em, nhiều chục năm rồi, như vậy là đẹp lắm anh em. Mình thấy họ ghi là thông tin như năm 81 hay sao á. Mình thấy ghi thông tin ở trên mấy trang eBay, trên Lazada rồi đó. Đây nè, xước miếng từ năm 80 mấy đến giờ mà. Xước một hai vết này là bình thường nha anh em nha. Đây. Được cái nó rẻ nè, được cái nó rẻ. Quá trời rẻ luôn. Hai bên eo đẹp nè. Lưng đàn đẹp nè anh em thấy không? Lưng đàn đẹp hết nha. Đây là nút tai mình thôi, chứ còn nó đẹp nè. Cái vết xước hồi nãy mình nói anh em nè, nó giống như kim quẹt qua thôi chứ nó không có gì hết nha. Đó, nhỏ xíu. Khóa đàn, bụi bụi đi. Đầu đàn đây. Cần phím thì êm, cần phím rất là êm, ngon lành. Action của đàn đây nè, dây 1 là thấp hơn chuẩn nha, chuẩn ở trên đây đúng không anh em, thấp hơn chuẩn miếng. Dây 6 cũng vậy nè, chuẩn nè, thấp hơn chuẩn miếng nè, đó ngon lành. Mình test cần phím cho anh em nghe đây. Âm thì tuyệt vời anh em thấy không? Cái giá trị của cây đàn rất là cao, mình bán là đang bán giá thanh lý rất là rẻ cho anh em, cho nên âm thanh nó cực kỳ hay luôn anh em. 2.500.000 thôi nha anh em, 2.500.000 cây đàn cực kỳ hay luôn. Rồi, test cần phím nha anh em. Cần phím ngon lành hết nha anh em, không rè tè, không lỗi, không hư hỏng phím nào nha. Mình để vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của nó, âm nó cực kỳ hay luôn anh em, cực kỳ hay luôn. Âm rất là vang, tiếng rất là ấm luôn anh em thấy không? Cái này. Đó,
chất âm tuyệt vời luôn anh em thấy không? À, giá nó chỉ có 2.500.000 thôi anh em nha. À, thảo nào các trang quốc tế họ đăng toàn là trên 10 triệu không anh em? À, chất lượng nó quá tốt luôn, âm hay cực kỳ hay luôn. Chất lượng quá tốt, âm hay, ngoại hình cũng đẹp nữa anh em. Giá mình đang bán là 2.500.000 nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.